chào nhau và chúng ta bắt đầu của của buổi học ngày hôm nay ạ chị hãy có tên nhiều số 6 đấy ạ để chúng ta sẽ có một buổi học rất là tuyệt vời và rất nhiều những cái kiến thức mà thức sẽ truyền tải cho các anh chị rồi xin cảm ơn anh chị và ngày hôm qua thì chúng ta đã À, đã đã học về một số những cái à, à, những cái công thức đúng không ạ? À, công thức à, anh chị có nhớ cái công thức ngày hôm qua không ạ? Công thức của ngày hôm qua để mà chúng ta làm à, chúng ta có thể bán bất cứ một sản phẩm gì trên internet hoặc là chúng ta kiếm được tiền trên internet thì nó có sẽ có công thức là nhu cầu của thị trường cộng với cộng với gì ạ? Cộng với đứng đầu đứng top của thị trường đó đúng không ạ? và muốn làm được điều đó thì chúng à, muốn à, làm được điều đó thì à, chúng ta phải thu hút được rất nhiều traffic và chúng ta phải có traffic đúng không ạ chúng ta phải có traffic có nghĩa là chúng ta phải có cái lưu lượng à, truy cập lưu lượng truy cập cái người mà vào cái website của mình người vào facebook của mình người vào zalo của mình người vào tiktok của mình người vào youtube của mình đúng không ạ thì đó chính là cái lưu lượng truy cập và cái lưu lượng này nó càng nhiều đúng ạ và nó đúng với cái nhu cầu của thị trường có nghĩa là là cái cái này nó nó phải nó phải là 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 cùng cùng với nhau các anh chị nhé nó cùng với nhau chứ còn nếu mà chúng ta chỉ uh, nếu mà chúng ta chỉ có mỗi cái lưu lượng không mà nó không đúng với nhu cầu của thị trường ấy nó không đúng với với cái cái khách hàng của chúng ta đang muốn bán ấy thì thì chúng ta cũng cũng không bán được hàng. Ví dụ như ở đây và ví dụ như một số những cái kênh các anh chị thử hình dung là là cái uh, kênh YouTube đây chẳng hạn. Đúng ạ? Một số cái kênh YouTube mà lượt view rất nhiều. Đúng không ạ? Ví dụ những cái kênh giải trí có thể lên tới hàng triệu view, hàng vài triệu view. Nhưng mà những cái kênh đó thì thì thực sự là không không phải là cái kênh để chúng ta kiếm được nhiều tiền đâu anh chị ạ. Bởi vì thực tế nếu mà chúng ta làm YouTube ấy, chúng ta làm youtube để để mà chúng ta bán hàng ấy à, mà, mà để chúng ta kiếm lượt view ấy thì mỗi một mỗi một ngàn view một ngàn view có nghe một ngàn lượt xem ấy thì tại thị trường Việt Nam thì chỉ có 0,2 đô thôi các anh chị đó chỉ có 0,2 đô la Mỹ và như vậy thì nó 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 cần nó rất là ít tiền và thậm chí là những cái các anh chị có đồng ý là để mà là chúng ta làm cái, cái kênh youtube mà nó nó kiếm được nhiều à, mà có nhiều view thì chỉ có những kênh mà sàm sàm đúng không ạ kênh giải trí sàm sàm vớ vẩn và như vậy thì những kênh như, như, thế thì nó sẽ không có giá trị và ngày hôm nay thì thức sẽ chia sẻ với anh chị, các anh chị là để chúng ta chọn được những cái chủ đề chọn được những cái những cái cái video hay chọn những cái nội dung mà nó sẽ có ích, có lợi và có có giá trị cho cộng đồng và thông qua những cái giá trị cho cộng đồng đó thì chúng ta sẽ kiếm được được tiền. Đó, và ngày hôm nay thì cũng có một chút sơ qua để thức sẽ hướng dẫn cho các anh chị để chúng ta chọn được một chủ đề để chúng ta làm youtube. Đó thì các anh chị các anh chị nhớ là chúng ta phải có đúng ạ phải có traffic đúng ạ traffic và traffic thì ở đây thì nó sẽ có những cái thể loại traffic là traffic đếm được đúng ạ thông qua ví dụ traffic đếm được là kiểm soát được đó là những cái loại traffic như là chạy được à, đến từ chạy quảng cáo facebook chạy quảng cáo google đúng ạ chạy quảng cáo tiktok chạy quảng cáo youtube thì đó chính là những cái những cái traffic mà mình bỏ tiền ra để để mình có được nó và cái traffic này thì thì tiền mình càng nhiều thì traffic càng nhiều đúng không ạ? Đấy, vậy cho nên là mình có thể kiểm soát được. À traffic tiếp theo là traffic không đếm được hay là không kiểm soát được. Đó chính là việc chúng ta làm sao sao lên top của Google đúng không ạ? Top của cái 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 nền tảng mà mình đang sử dụng đó. Tiếp theo là cái traffic sở hữu. Traffic sở hữu là tất cả những cái traffic mà chúng ta có thể nắm được, chúng ta có thể lưu về được. Ví dụ như là chúng ta có được một cái danh sách email danh sách số điện thoại, danh sách uh, những cái group Zalo, group Facebook và đó chính là cái cái traffic tuyệt vời nhất mà chúng ta cần phải xây dựng nó. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cái cái, cái 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 kho data để chúng ta có thể làm bất cứ một cái điều gì đó. Chúng ta có thể bán, chúng ta có thể bán được bất cứ một cái sản phẩm nào đó cho cái tệp data này, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay thì làm thế nào để chúng ta có được cái cái những cái traffic như thế này đúng không ạ? Ví dụ để traffic đến từ từ việc sale này, traffic đến từ những cái nguồn khác. Ngoài cái traffic là chúng ta chạy quảng cáo Facebook hay chạy quảng cáo những cái nền tảng khác. Vậy thì muốn ở đây thì có một cái một một cái thứ mà khi mà các anh chị muốn xuất hiện ở trên internet thì À, ngày hôm nay thì thức sẽ hướng dẫn cho các anh chị và ở đây là một cái nguồn traffic rất tốt, rất chất lượng đó. thì đó chính là từ cái việc các anh chị phải xây dựng, xây dựng thương hiệu, thương hiệu cá nhân trên internet đó xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet các anh chị uh, ghi xuống đi ạ. Các anh chị phải xây dựng thương hiệu cá nhân trên trên uh, internet. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta bán một cái sản phẩm nào đó, khi chúng ta bán một cái dịch vụ nào đó thì chúng ta bán bằng niềm tin. Khách hàng mua hàng của mình hay khách hàng sử dụng dịch vụ của mình là người ta đang đặt cái niềm tin vào mình. Đúng không ạ? Và như vậy thì muốn bán được nhiều hàng, muốn có được những cái mối quan hệ tuyệt vời trên internet thì chúng ta cần phải có một cái thương hiệu cá nhân. Thật tốt. Các chị comment xuống được không ạ? Phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Comment xuống được không ạ? Chúng ta cần tương tác với nhau được không ạ? Chúng ta tương tác với nhau đi ạ Hình như bạn nào đang uh, để mic Rồi ok các, uh, các anh chị chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân vậy thì ở đây sẽ có những cái kênh nào để chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân ạ và thức khuyên các anh chị hãy xây dựng thương hiệu cá nhân trên ba cái nền tảng như sau tất nhiên là chúng ta có thể làm chúng ta có thể làm đa kênh nhưng mà ở đây thì chúng ta có ba cái nền tảng tất uh, chúng ta phải làm ở trên ba cái nền tảng này và bắt buộc nếu chúng ta muốn xây dựng cho mình một cái thương hiệu cá nhân tốt thì chúng ta cần phải làm trên ba cái nền tảng này cái đầu tiên đó chính là facebook facebook cá nhân cái tiếp theo là chúng ta cần phải à, trên cái facebook cá nhân thì chúng ta có thể là cộng thêm với cả fanpage nữa fanpage cá nhân đó facebook cộng với fanpage cá nhân của mình tiếp theo đó chính là chúng ta cần phải có một kênh youtube đó kênh youtube này thì à, tất nhiên là facebook thì chúng ta cũng sẽ có một cái à, facebook cá nhân này còn à, fanpage thì chúng ta à, có thể có rất nhiều cái fanpage khác nhau ví dụ như là cái fanpage mang tên của mình này cái fanpage về cái sản phẩm của mình này cái fanpage mà chúng ta chia sẻ cái giá trị nào đó cho cộng đồng và đó thì chúng ta sẽ xây dựng rất nhiều những cái fanpage khác nhau đúng không ạ rồi kênh youtube thì chúng ta sẽ có một cái kênh youtube kênh youtube thứ nhất là cái kênh youtube cá nhân của mình đó ví dụ như kênh youtube mang tên là, là nguyễn xuân tặng chẳng hạn chuyên chia sẻ về những cái, những, những cái kiến thức về phong thủy hay là kênh YouTube của anh đề bất động sản chuyên chia sẻ về 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 việc là ứng dụng cái 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 uh, 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 cái cái, cái uh, 4.0 vào cái việc là bán bất động sản như thế nào thì đó chính là chúng ta có thể xây dựng cho mình một cái kênh YouTube của riêng mình và làm cái 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 thương hiệu cá nhân ở trên đó cái tiếp theo là chúng ta nếu À, chúng ta cần phải có một cái nếu các anh chị là là, là đang làm một cái à, một cái chuyên gia nào đó một chuyên gia nhé một chuyên gia hoặc là chúng ta xác định là chúng ta sẽ xây dựng cho mình một cái một cái chuyên gia ở trong cái ngành của mình ví dụ như là anh tặng là là chuyên gia về phong thủy thì anh tặng cũng xây dựng cho mình một cái cái hình mẫu là chuyên gia về một người chuyên gia về phong thủy thì thì ở đó thì chúng ta có thể là tạo ra những cái landing page landing page hoặc là hoặc là một cái website đấy website blog để chúng ta có thể viết blog và như vậy thì à, hiện tại thì chúng ta sẽ có ba cái kênh chính này để chúng ta có thể xây dựng cho mình một cái thương hiệu cá nhân tốt đúng không ạ và sau đây thì à, chúng ta sẽ đi vào cách để chúng ta xây dựng một cái thương hiệu cá nhân trên facebook bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cách để chúng ta xây dựng một thương hiệu cá nhân tốt ở trên facebook thì chúng ta sẽ phải xây dựng như thế nào rồi các anh chị comment ạ xây dựng thương hiệu cá nhân trên facebook ạ rồi ví dụ như là ở đây là uh, trên màn hình là màn hệ, uh, cái Facebook của Thức đó cái Facebook của mình vậy thì bao nhiêu anh chị là đang sử dụng tốt cái uh, cái cái uh, cái Facebook cá nhân của mình ạ? và có rất nhiều người uh, 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 có rất nhiều mối quan hệ tuyệt vời trên này đúng không ạ và chúng ta có được rất nhiều những cơ hội kinh doanh hoặc là chúng ta có được rất nhiều những cái À, những cái mối quan hệ mới những cái mối quan hệ mà mà tuyệt vời ở trên này riêng như thức thì à, đã xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình à, từ năm hay à, từ năm năm 2014 2015 thì lúc đó thì thức đã có được những cái tư duy để mà mình có thể xây dựng một cái thương hiệu cá nhân tốt trên à, trên Facebook vậy thì đầu tiên thì để mà xây dựng thương hiệu cá nhân trên facebook thì chúng ta à, cần phải làm thế nào ạ đó chúng ta sẽ đi vào cái mục là xây dựng thương hiệu cá nhân trên facebook đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái trang Facebook như thế này đúng không ạ vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sẽ cần uh, tối ưu những cái gì để mà chúng ta có được một cái uh, cái cái Facebook mà khi mà uh, một người bạn bè nào đúng không ạ một người bạn bè vào cái Facebook của mình thì người ta cảm thấy wow đây là một cái người uh, đáng để chúng ta kết kết bạn đúng không ạ đây là một cái người mà mà đáng để chúng ta uh, giao lưu đúng không ạ rồi sau đi các anh chị và làm thế nào để chúng ta xây dựng cho mình một cái 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 uh, trang uh, facebook cá nhân của mình nó thật chuyên nghiệp đúng không ạ cái đầu tiên là chúng ta sẽ việc là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải có một facebook chuyên nghiệp vậy thì những cái điều gì nó sẽ làm nên cái uh, cho cái facebook của mình nó trở nên chuyên nghiệp ạ cái đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái ảnh avatar đúng ạ đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái ảnh avatar này Ảnh avatar Ảnh avatar này thì nó có sẽ Sẽ cần phải có gì ạ Thứ nhất Nó phải là cái ảnh Nó phải là cái ảnh của một cái mặt của mình các anh chị ạ Đúng ạ Nó phải là cái ảnh Face là cái cái mặt của mình mà Cái facebook cá nhân nó là đại diện cho mình mà Đúng đúng không anh chị Vậy thì cái facebook cá nhân của mình ấy, Cái thứ nhất là Chúng ta cần cái ảnh avatar này thì Nó phải là ảnh của mình này ảnh của mình này nên là nhiều, uh, thực thấy là nhiều các anh chị là uh, cái facebook hay là cái uh, một cái cái uh, zalo của mình ý, thì chúng ta đang để một cái hình uh, ai đó hình con cái hình uh, uh, hình một cái uh, cái điều gì đó hoặc thậm chí để hình một con chó con mèo thì như vậy nó sẽ không tạo ra cho mình một cái thương hiệu cá nhân tốt bởi vì là nếu như thực sự đối với bản thân thức nếu mà ai mà kết bạn Facebook với 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 bản thân thức là nếu như chẳng hạn à, ví dụ cái Facebook này thức phải lọc liên tục đấy phải lọc liên tục nhưng mà một ngày thì không biết là bao nhiêu người đang gửi lời kết bạn cho thức đó rất nhiều đúng không? hơn 500. Đây đây là tức xóa đi rất nhiều nha các anh chị. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà để mà thức thức xem cái à thức à, à, đồng ý kết bạn này thì cái tiêu chí thứ nhất là là gì ạ? Là phải có ảnh đại diện đã. Mà phải cái ảnh đại diện đó nó nó phải là cái ảnh đại diện thật cơ, chứ không thể nào là hình một con chó, con mèo hay là một cái một cái điều gì đó đó cho nên là là cái đầu tiên là sẽ sẽ xem là cái 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 Facebook đó mình có đáng chơi hay không đó thì cái thứ nhất cái điều đầu tiên là mình phải xem cái ảnh avatar vậy thì cái ảnh avatar thì cái điều đầu tiên nó phải à, nó nó phải à, nó là ảnh của chính mình và phải đẹp các anh chị ạ là cái ảnh đẹp nhất của mình ấy Bao nhiêu trong số các anh chị là hiện tại ở đây mình mình đang để ảnh uh, avatar của của Facebook mà là không phải là là cái ảnh của mình ạ? Anh chị comment xuống đi ạ. Bao nhiêu trong số anh chị là cái cái ảnh Zalo cũng không phải là ảnh của mình mà cái ảnh của một ai đó hoặc là ảnh một cái điều gì đó không ạ? Và như vậy thì nó sẽ không tốt không tốt cho việc là à, chúng ta có một cái cái thương hiệu cá nhân đó và cái việc để chúng ta có được một cái à, cái 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 ảnh avatar tốt như thế này này cái ảnh 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 đại diện đó thì cái thứ nhất là nó phải đẹp thứ hai là nó phải ảnh của mình thứ ba là ảnh nửa người thôi anh chị ạ. rõ mặt phải phải rõ mặt các anh chị nhé đó nói chung là cái khi mà khi mà vào cái Facebook của mình ý, thì cái ảnh của mình nó phải người, cái cái những cái người vào cái Facebook của mình nó phải người ta phải nhìn thấy là người ta đang được kết nối và người ta đang được giao tiếp với cái người thật chứ không phải là một một cái nick ảo đó và như vậy thì chúng ta sẽ 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 chỉnh sửa cái ảnh Facebook cái ảnh đại diện của mình đó, thì tốt nhất là một, một là một cái ảnh nửa người thôi và phải thật rõ mặt. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái ảnh bìa. Cái ảnh bìa là như thế này ạ. Đó. Cái ảnh bìa này thì chúng ta cũng phải có một cái ảnh bìa một cái ảnh bìa chuyên nghiệp. Một cái ảnh bìa chuyên nghiệp ví dụ như là các anh chị đang à, đang à, đang làm một cái sản phẩm hay dịch vụ nào đó đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thiết kế một cái ảnh bìa. Đối với bây giờ này không biết là các anh chị ở đây thì chúng ta đã biết đến một cái công cụ là Canva chưa? Nhưng mà để mà chúng ta thiết kế một cái ảnh bìa bây giờ nó rất là đơn giản để chúng ta làm một cái ảnh bìa, cái ảnh bìa mà nó chuyên nghiệp. Ví dụ như là ở đây là ở đây trên này thì chúng ta có thể là để một cái ảnh bìa là 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 cái công ty của mình ạ chúng ta đứng và chúng ta chụp với công ty của mình chụp với cái cái à, những cái đội ngũ của mình đúng không ạ thì đó cũng chính là một cái ảnh bìa rất là tuyệt vời cái tiếp theo là các anh chị đang à, đang à, đang đang là một cái chuyên gia về cái cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta cũng có thể thiết kế cho mình một cái ảnh bìa là mình là một cái chuyên gia và trong đó thì cũng có thể là để số điện thoại của mình chẳng hạn để những cái thông tin để người ta có thể khi mà 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 cái những cái những cái người bạn của mình vào đó thì người ta nhìn thấy cái thông tin ngay ở trên cái cái ảnh bìa của mình thì đó chính là một cái ảnh bìa tốt chứ còn là cũng nhiều khi là các anh chị cũng đang để là cái ảnh bìa nó 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 cũng không đúng một cái uh, một một cái cái, cái 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 điều mà mà cái người dùng người ta vào người ta thấy là à, thậm chí là có một có một số anh có một có một số bạn này còn còn để cái hình là, là 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 chán đời đúng không ạ đấy nhiều lúc mà chúng ta chán đời thì chúng ta lại cập nhật cái ảnh bìa của mình là đang hút thuốc hay là hay là hình ảnh một cái người nào đó chán đời thì đó ngay kể cả lúc đó mà mà chúng ta muốn kết bạn với những cái người đó thì chúng ta có muốn kết bạn không ạ chắc chắn là chúng ta cũng sẽ rất là phải dè chừng để mà chúng ta kết bạn với những cái người mà nó có cái Facebook mà mà nó thiếu cái cái chuyên nghiệp như vậy mà thiếu tích cực và thiếu chuyên nghiệp như vậy rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến một cái à, một cái à, cái tên đúng không ạ tiếp theo là chúng ta là đến cái phần tên tên thì tốt nhất là chúng ta nên để tên để họ và tên của mình theo chứng minh thư theo chứng minh thư tại sao ạ cái thứ nhất là đó cũng là cái tên của mình ạ nhiều lúc tức vào những cái facebook của rất nhiều người đặt tên mà thức cũng không hiểu là người này nó tên gì đúng không anh chị đặt tên biệt danh hoặc là hay là lại lại đặt tên một cái hình tượng một cái ca sĩ hay là một cái con vật nào đó thì thức cảm thấy là một cái điều bởi vì là phiếu cá nhân của mình mà đúng không anh chị mình đang mình 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 đang dùng sử dụng cái hình ảnh của mình mình đại diện cho mình đại diện cho cái hình hình ảnh của mình lên lên trên Facebook thì chúng chúng ta cũng phải phải đặt tên của mình đúng không ạ và cái tiếp theo nữa là khi mà chúng ta để đúng tên à, theo chứng minh thư đó Thì khi mà à, chẳng hạn thuật toán mà nó có à, Khi mà nick Facebook của mình nó có bị khóa đó Thì chúng ta sẽ mở rất là dễ dàng Đúng không ạ? Bởi vì là khi đó thì chúng ta chỉ cần là áp chứng minh thư của mình lên thôi Thì chúng ta cũng đã xác thực được cái việc là chúng ta là chủ cái 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 Facebook này rồi Chứ còn nếu mà chúng ta đặt tên là là ABC như Z nào đó thì thì việc là chúng ta xác thực được là cái cái thông tin của mình nó sẽ rất là, là khó đúng không ạ? Và như vậy thì có thể là chúng ta sẽ không lấy lại được cái Facebook của mình. Đó thì đó là cũng chính là cái lợi ích mà chúng ta vừa là đặt cái tên, vừa là à, vừa là để chúng ta xác thực được cái những cái những cái thông tin về cá nhân của mình khi mà mà cái tài khoản của mình nó có vấn đề gì đó xảy ra. Đúng không ạ? Rồi rồi cũng cũng bản thân mình thì cũng thế đối với một cái Facebook mà đang để cái tên nào đó là không phải tên của mình thì tất có thể thức cũng sẽ không kết bạn bởi vì thức chỉ chơi với những người thật thôi cái Facebook của mình là thức chỉ chơi với những người thật chơi với những cái người tích cực chơi với những người mà mà mình có thể đáng để chúng ta à, chơi đúng không ạ rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có đến một cái phần là một cái phần là là mô tả đúng không ạ phần là, là là phần thông tin chi tiết về về bản thân mình, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ khai báo tất cả những cái à, ví dụ chúng ta đã từng làm ở đâu này, chúng ta đang làm cái gì, hiện tại thì chúng ta đang làm cái gì này, chúng ta đang à, à, chúng ta đã có những kết quả như thế nào này, đúng không ạ? Chúng ta đã từng học ở đâu, từng học cấp 2, cấp 3 ở đâu, chúng ta đã à, sống ở đâu và À, chúng ta đã từng làm cái gì thì chúng ta khai báo hết vào đây ạ. Chúng ta khai báo hết vào đây để khi mà khi mà mà những cái người lạ người ta vào cái Facebook cá nhân của mình thì người ta cũng đã hình dung người ta cũng đã hình dung về mình rồi đúng không ạ? Người ta biết mình là ai, người ta biết là à cái Facebook này cái người này người ta đang làm cái gì, có nhu cầu gì và có mong muốn như thế nào. Đó thì thì cái phần này thì cái à, về cái phần này chỉnh sửa thì nó nó sẽ khi mà các anh chị đăng nhập vào thì nó sẽ có một mục nếu anh chị vào trên máy tính ấy, thì nó sẽ có mục là chỉnh sửa cá nhân chỉnh sửa trang cá nhân thì nó sẽ cho phép mình chỉnh sửa bất kỳ một cái à, những cái thông tin nào đó ở trên này đó thì ở đây là chúng ta đang à, đã đang ở cái phần là, là 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 chỉnh sửa cái trang tiếp theo là, là có một cái về cái phần nội dung nữa các anh chị về cái phần nội dung của trên facebook cái này nó mới là cái quan trọng